Hôm nay em được duyên trao gửi về cho khách ở miền Nam gồm một cái chế rồng rất chi là đẹp, rất là mỹ miều luôn, và một cái cặp dầm anh hùng độc lập. Thì đây là một cái cặp dầm mà vẽ tích đại bàng. Đại bàng là một trong những cái loài mà chuyên đi một mình và lập thân lập nghiệp một mình. Đấy. Là thân lập nghiệp một mình và sống nơi thiên nhiên, thì cái chính vì cái hình tượng đó người ta vẽ nên một cái người quân tử, một cái người mà trượng nghĩa, thì đi lập thân lập nghiệp một mình và thành công cũng do bản thân một mình. Và đây là một món đồ cổ, một cặp dầm vẽ tích anh hùng độc lập. Thì cái tích này, cái điển tích này là một trong những cái điển tích mà được rất là nhiều người sưu tầm. Đấy, này là con chim đại bàng này, một mình bay một mình. Đây là một cặp dầm trà đồ cổ của triều nhà Nguyễn. Và tiếp đến là vị khách hàng này mua một cái chóe cổ vẽ sông Long. Đấy, là một trong những cái chóe mà đẹp nhất mà em đã từng sở hữu qua. Đấy. Nếu mà nói về cái nét vẽ sóng thủy ba cho đến rồng và cái men chàm này thì nó rất là hiếm gặp. Rất là hiếm gặp. Và cái người chủ, người ta rất là cẩn thận, người ta đã bọc bạc cho cái vành nắp để sở hữu được một món đồ cổ đẹp mỹ miều như thế này. Thì hiện giờ trên thị trường nó rất là ít, bởi vì đa số phần nhiều là người ta làm đồ giả để mà nhằm lọc lừa những cái người mà chưa va chạm về đồ cổ, hoặc là những người yêu cổ vật nhưng mà chưa có kiến thức nhiều. Đấy, thì đối với bên em đều bảo hành chuẩn cổ suốt đời và bảo hành luôn cả giá mua. Nếu như mà khách hàng không ưng ý, cứ chơi 3 năm quay về em trả lại đủ tiền. Đấy, và có thể lưu giữ hoặc có thể thương mại bằng ra sao cũng được, nhưng mà được sưu tầm, được chơi và lại không mất tiền. Đó là cái uy tín mà em muốn tạo dựng cho các bác, để các bác an tâm khi mà mình sở hữu những món đồ quý. Đây là cái chung thật. Đây là cái một cái vành chung thật của đồ cổ đây. Nó phải như thế này. Các bác thấy đấy. Đây là một trong những cái nút rỉ sắt mà nó hút sâu vào ở trong men. Thì qua quá trình thời gian 5 tháng thì những cái điểm mà đồ thật á, nốt rỉ sắt này á, là nó nổ từ trong men ra, có nghĩa là cái đây là những cái tạp chất đồng sắt kẽm vân vân, thì nó kèm vào trong này. Thì qua quá trình thời gian thì cái độ gút của men nó hút sâu vào và nó mới tạo ra những cái có nghĩa là bị oxy hóa bởi thời gian. Đấy, thì nó mới có những cái điểm như thế này. Đấy. Và đây là một chế cực kỳ đẹp. Bác nào yêu thì liên hệ bên em để mà mình được sở hữu những món đồ chính quy, những món đồ chân chính thật 100%. Chứ để mà hám lợi, hám rẻ, ham với giá tiền rẻ để mà mua những món đồ giả thì cảm giác nó rất là ân hận, rất là tức. Nên các bác hết sức cẩn thận khi mà mình sở hữu những món đồ mà trôi nổi ở trên thị trường. Người ta trong cái thú chơi đồ cổ thì sưu tầm đồ cổ nó mang lại cái lợi nhuận rất là lớn cho những nhà sưu tầm, bởi vì là qua nhiều cái tầng lớp và giai cấp thì cái lợi nhuận nó càng tăng theo, giai cấp càng cao, đẳng cấp càng cao, vị thế càng lớn thì cái giá trị món đồ nó sẽ tăng trưởng, có nghĩa là theo cái tầng lớp. Nên thành ra là giá trị của những món đồ này nó rất là lớn và lợi nhuận nó rất là tốt cho những người mà đam mê sưu tầm đồ cổ chân chính.